Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên vừa họp kỳ thứ 29 xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí lãnh đạo công ty. Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy chi ủy, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Hưng Yên đã vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc của chi ủy chi bộ, không chủ động tham mưu chi bộ kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, dẫn đến để công ty ký hợp đồng cho thuê một phần trụ sở gắn liền với đất, vi phạm quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê. Các đồng chí Vũ Đăng Định, bí thư chi bộ, chủ tịch công ty, Đinh Thị Hồng Bích, chi ủy viên, giám đốc công ty, Nguyễn Chí Cường, phó bí thư chi bộ, phó giám đốc công ty, Đào Ngọc Tám, kế toán trưởng công ty đã vi phạm thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ và trong chấp hành quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công, luật đất đai và quy định về việc xác định giá cho thuê. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên đã quyết định thi hành kỷ luật đối với chi ủy, chi bộ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số Kiến thiết Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí trên bằng hình thức khiển trách.